Rất vui, mẫu lọc Eureka này tôi đã đăng và đã có người đặt hàng. Con lọc này tôi test lại gửi cho khách ở thị xã Rarai, Thành tỉnh Bạc Liêu, Bắc cái phường Hộ Phòng, khách hàng mua lần thứ hai. Một con lọc rất đẹp của Hàn Quốc, hàng bãi nguyên zin 100%. Cái trên này là nó vết băng dính nhá, vết băng dính nó dán đây. Còn góc cạnh còn rất đẹp luôn. Vết băng dính. Đây cũng vết băng dính. Đa cầu điện, hai cầu. Tôi đang để điện 220, nếu muốn dùng điện 110 gạt lên. Đây là đường vào, đường vào line, đường xuất xuống âm đi, còn đường vào còn lại là đường vào tép ở ngoài cùng đây. Tôi sẽ mở nhạc test lại. Đây là các kiểu nhạc tôi đã lưu sẵn. Nút này nút nhớ memory. Đây là đèn cao thấp. Bên này là các kiểu số 1 đến số 5 là lưu sẵn của máy. Còn đây là equalize on, có lọc và không có lọc. Còn đây đường vào tape và line. Tôi sẽ chỉnh kiểu số 5 cho các bác. Kiểu số 5 tôi chưa lưu, tôi sẽ chỉnh lại. Đẩy bass chép lên. Lọc và không có lọc Việt à, anh sẽ buồn ngày mai đến nhà tôi mong thăm người bạn cũ, dừng bước chân đầu ngõ anh thấy nhà chờ thơ không tiếng cười trẻ thơ. Vâng, sản phẩm đã hoạt động hoàn hảo, xin cảm ơn khách hàng ở xa thì tin tưởng của cửa hàng. Xin nhắc lại, có đơn lọc này tôi gửi vào phường Hộ Phòng, thị xã Đá Rai, tỉnh Bạc Liêu.